chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài 97 luyện tập trang 103 sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ là lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta đây. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về lý thuyết nè. Đó, ở đây có một cái bạn gái rất là xinh, đúng không? Đó, bạn ấy hỏi mình này, hãy tính phép tính 4.000 cộng với 3.000 thì bằng bao nhiêu? Đó, vậy thì chúng ta sẽ nhẩm nè. 4.000 cộng 3.000 bằng 7.000. Vì sao như vậy? Bởi vì cái bạn gái này nè, bạn sẽ hướng chúng ta đến cách cộng mà có hàng nghìn như thế này. Chúng ta chỉ lấy số 4 này cộng với số 3 này thôi. 4 cộng với 3 bằng 7. Sau đó chúng ta thêm các chữ số 0 vào đây. Như vậy thì 4.000 cộng với 3.000, tức là 4 cộng với 3 thì bằng 7. 7 chúng ta thêm 3 số 0 là 7.000. Được chưa? Đó, vậy thì 4.000 cộng 3.000 sẽ bằng 7.000. Đó, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng cái cách này để chúng ta nhẩm những cái bài tập bên này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có 5.000 cộng với 1.000, tức là 5.000 này có 3 chữ số, 1.000 này cũng có 3 chữ số 0. Vậy thì 5.000 này cộng 1.000 thì chúng ta chỉ việc lấy 5 cộng với 1 đó này. 5 cộng với 1 thì bằng 6, đúng không? Bằng 6, đúng không? Sau đó chúng ta thêm gì? 3 chữ số 0 vào đây. Đó, vậy thì đây sẽ bằng 6 gì? 6.000. Đó, dễ như ăn tương, đúng không? Rồi, tương tự như vậy, 6.000 cộng 2.000. Quá dễ luôn, giống như làm bài toán của các em lớp 1. 6 cộng 2 bằng mấy, đúng không? 6 cộng 2 thì bằng 8. Sau đó chúng ta thêm 3 chữ số 0. Vậy thì sẽ bằng 8 gì? 8.000. Rồi, 4.000 cộng với 5.000 thì chúng ta cũng chỉ việc lấy 4 cộng với 5 bằng 9. Sau đó chúng ta thêm 3 chữ số 0. Vậy thì sẽ bằng 9.000. Được chưa? Rồi, bây giờ em nào chưa nắm được, chúng ta có thể tua lại cái video này và ghi nhớ cách mà chúng ta vừa cộng nhá. Và em nào đã nắm được rồi thì chúng ta sẽ đến các bài tập. Ta đến với bài tập số 1 nè. Tính nhẩm theo cái mẫu. Mẫu ở đây họ cho mình nè, 6.000 cộng với 500 bằng 6.500. Vậy thì ở đây cái mẫu làm sao? Mẫu là 6.000 nè, số 6.000 nè. 6.000 đó cộng với 500. Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè. Nó sẽ như thế nào các em? 6.000 này nó có 4 chữ số, 500 này chỉ có gì? 3 chữ số. Vậy thì các em phải thực hiện cộng nhẩm 60 này cộng với gì? Số 5, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cộng ở đây 0 cộng với 5 thì bằng gì? Bằng 5, đúng không? Vậy thì nó sẽ là 6.500. Đó, tức là ở đây chúng ta chỉ việc lấy số 0 này. Đó, 0 này cộng với số gì? Số 5 này thôi. Đó, và số 6 chúng ta giữ gì? Giữ nguyên. Hiểu chưa? Đó, vậy thì đây chính là cái mẫu nhá. Vậy bây giờ 2.000 mà cộng với 400 thì các em chỉ việc lấy số 4 này cộng với số gì? Số 0 này nè, đúng không? Số 2 chúng ta giữ nguyên nè. 4 chữ số cộng với 3 chữ số, đúng không? Thì số 2 này là chữ số ở hàng thứ 4, tức là thuộc hàng nghìn. Số 4 này thuộc hàng gì? Hàng trăm. Vậy thì 4 cộng với hàng trăm ở đây là 0. Thì 4 cộng 0 bằng 4. Sau đó các em thêm 2 chữ số 0 vào. À, dễ, đúng không? Tương tự như vậy thì 9.000 cộng với 900 thì chúng ta cũng sẽ có số 9 nè. 9 này cộng với 0 thì sẽ là 9 và thêm 2 chữ số 0 sẽ là 9.900. Được chưa?
Rồi, ở đây lại là 300 cộng với 4.000. Ta thấy chú ý nè, 300 thì 300 này nó chỉ có 3 chữ số và 400 này có tới 4 chữ số, đúng không? Vậy thì kem chú ý nè, 400 có 4, 4.000 này có 4 chữ số thì chúng ta sẽ ghi số 4 nè. 3 này cộng với 0 ở đây thì sẽ bằng 3. Sau đó kem thêm 2 chữ số 0 vào. Đó, được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì đây chúng ta sẽ có kết quả là 5.600. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có kết quả là 7.800. Được chưa? Đó, quá dễ luôn, giống như bài toán lớp 1, lớp 2 thôi nha. Rồi, chúng ta đến bài số 3. Bài số 3 người ta yêu cầu mình phải đặt phép tính rồi tính. Bài 3 này, đặt tính rồi tính nha. Đặt tính rồi tính nè. Đó, chúng ta có câu A này với hai phép tính. Vậy thì chúng ta phải đặt phép tính. Rồi, phép tính thứ nhất, 2.541 cộng với bao nhiêu? 4 chữ số đúng không? 4.238. Đó, các em chú ý, các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn nó phải gì? Thẳng nhau nhá. Và chúng ta phải dùng thước, chúng ta kẻ cho nó thẳng. Em nào mà kẻ tay tốt thì rất là hoan nghênh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng này. 1 cộng với 8 thì bằng 9 này. 4 cộng với 3 bằng 7. 5 cộng 2 bằng 7. Và 2 cộng với 4 thì bằng 6. Được chưa? Xong. Bây giờ đến phép tính thứ 2 này. 5, 3, 4, 8. Các em cộng với 936. Nhớ đây là 4 chữ số nhưng mà đây lại có mấy? 3 chữ số thôi. Chúng ta đặt cho đúng hàng nha. 9, 3, 6. Đó. Các em nhớ phải đặt cho đúng hàng nha. Rồi, 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng với 4 bằng 7, nhớ 1 là 8 nè. 3 cộng với 9 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 chúng ta nhớ 1 là 6, vậy kết quả là 6.284. Được chưa? Rồi, xong câu A. Để chúng ta sang câu B nhá. Rồi, câu B thầy sẽ làm ở đây cho các em dễ quan sát này. Đó, câu B thầy sẽ viết sang đây luôn nha. Câu B này, chúng ta cũng có hai phép tính này. Phép tính thứ nhất này, 4.827 này, cộng với, cũng là 4 chữ số đúng không? 2.634. Rồi, các em đặt cho thẳng ha. 7 cộng với 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1 này. 2 cộng với 3 bằng 5, các em nhớ 1 là 6. 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng với 2 bằng 6, các em nhớ 1 là 7. Được chưa? Đấy, các em cũng có thể dừng video để các em so sánh kết quả với thầy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phép tính 8, 0, 5. 3 chữ số cộng với mấy? 4 chữ số thì các em phải đặt cho thẳng hàng nhé. Vậy thì 4 chữ số này các em có thể viết từ bên này sang. 5 này, đúng không? 7 à, 4 à, và 6. Được chưa? Đấy, và chúng ta đặt phép tính vào. Này dấu cộng đúng không? 5 cộng với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng với 7 thì bằng 7, nhớ 1 là 8. 8 cộng với 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 chúng ta nhớ 1 là 7. Và kết quả là 7.280. Được chưa? Đó, xong nhá.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài số 4. Bài số 4 người ta cho mình với một bài toán như sau. Đó, số 4 này. Một cửa hàng buổi sáng bán được này. Đó, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Buổi sáng bán được bao nhiêu? 432 lít dầu. Buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Đó, tức là gấp đôi. Buổi chiều thì gấp đôi. Gấp đôi tức là gì? Nhân với gì? Nhân với 2 đó. Được chưa? Và người ta hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít dầu. À, và người ta hỏi bây giờ là hỏi này. Cả hai buổi được bao nhiêu lít dầu. Wow. Được chưa? Vậy thì để giải bài này, trước hết chúng ta sẽ phải tính số lít dầu của buổi gì? Buổi chiều ấy nè. Vì buổi chiều nó gấp đôi buổi sáng đúng không? Vậy chúng ta sẽ giải nha. Trước hết ta phải tính số lít dầu của buổi chiều đúng không? Và chúng ta có thể đặt lời giải đó là gì? Buổi chiều bán được số lít dầu là, đúng không? Số lít dầu là đó. Hay là chúng ta có thể ghi là gì? Số lít dầu buổi chiều bán được là đó. Cũng vậy thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? 432 là số lít dầu của buổi sáng nhân với gì? Nhân với 2, đúng không? Thì các em sẽ đặt phép tính và chúng ta nhân thôi. Các em lấy giấy nháp, các em nhân nhá. 432 nhân với 2. Rồi, chúng ta sẽ đặt phép tính đây. 432 nhân 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân với 3 thì bằng 6. Và 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy thì buổi chiều sẽ bán được là 864 lít. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đã có số lít dầu buổi chiều, có số lít dầu buổi sáng, thì sẽ tính được số lít dầu cả hai buổi thôi. Và chúng ta sẽ có này, cả hai buổi bán được số lít dầu là ta sẽ lấy số lít dầu của buổi sáng là 432 cộng với số lít dầu buổi chiều 864. Và các em cộng thôi. Được chưa? Chúng ta đặt phép cộng nhá. 432 các em cộng với 864. 2 cộng 4 bằng 6, 3 cộng với 6 bằng 9, 4 cộng 8 bằng 12. Vậy thì sẽ bán được là 1296 lít. Được chưa? Và đây chính là đáp số chúng ta cần tìm là 1296 lít dầu. Xong. Đó, như vậy thì đến đây trong ít phút chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 97. Và trước khi chia tay, các em nhớ đừng quên chia sẻ video này và giới thiệu kênh 2K Vlog của chúng mình đến các bạn học lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 nha. Rồi, tạm biệt các em.